Xin chào quý khán thính giả đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay Hoàng Vinh xin tiếp tục giới thiệu đến các bạn series truyện Ma Cà Rồng với 4 quyển. Quyển 1 Chàng Dạng, quyển 2 Trăng Non, quyển 3 Nhật Thực và quyển 4 Hừng Đông của tác giả Stephanie Meyer. Giới thể loại lãng mạn, quyền bí Ma Cà Rồng. Lời giới thiệu Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc mình sẽ chết như thế nào. Dù rằng trong mấy tháng cuối cùng này, tôi có đủ lý do để mà nghĩ đến nó. Mặc dù tôi có nghĩ đến nó, thì tôi cũng sẽ không tưởng tượng ra là nó như thế này. Tôi lần lượt nhìn lướt dọc theo căn phòng dài, nhìn thẳng vào đôi mắt u ám của kẻ săn mồi, nghẹt thở. Hắn đáp lại tôi bằng một cái nhìn triều mến. Tất cả, đây là một cái chết êm đẹp, một sự hy sinh cho người khác, một người mà tôi vô cùng yêu thương người rất có ý nghĩa đối với tôi trong cuộc đời này phải như vậy rồi tôi hiểu rằng nếu như mình không đến ford thì bây giờ mình đã không phải đối diện với cái chết nhưng mà ngay cả vào giữa lúc đang khiếp sợ như thế này đây tôi vẫn không hối hận với quyết định ấy khi mà cuộc sống đã cho ta một ước mơ thì thật là vô lý khi mà ước mơ ấy sắp trở thành sự thật ta lại cảm thấy chạnh lòng vẫn với nụ cười thân thiện trên môi Kẻ săn mồi nhẫn nha tiến từng bước, từng bước một càng lúc càng tới gần để kết liễu cuộc đời của tôi. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe tiểu thuyết chàng dạng tập 1 chương 1 cái nhìn đầu tiên. Mẹ lái xe chở tôi ra vị trường các ô cửa xe của chúng tôi đều được hạ kính xuống hết. Hiện giờ ở Fort Smith đang là 24 độ C. Bầu trời xanh ngắt, không có lấy một gợn mây. Tôi đang mặc trên người chiếc áo sơ mi yêu thích, không tay và có đăng tèm. Tôi mặc nó là để chào tạm biệt nơi này. Vật ít nhất của tôi hiện giờ là chiếc áo bạc cà, một loại áo da có mũ trùm đầu của người Eskimo. Ở bán đảo Olympic thuộc miền Tây Bắc tiểu bang Washington, có một thị trấn nhỏ tên là Fort, dường như lúc nào cũng nằm trong sự bao phủ của mây. Mưa ở thị trấn này lúc nào cũng nhiều hơn ở bất cứ vùng nào khác thuộc nước Mỹ. Từ cái thị trấn lạ lùng với những đám mây ảm đạm có mặt ở khắp nơi ấy, mẹ đã ra đi mang theo tôi lúc đó mới có dậy tháng tuổi. Cũng chính cái thị trấn ấy, cứ mỗi mùa hè là tôi bị buộc phải về thăm và ở lại cả tháng trời ấy cứ tiếp diễn mãi cho đến năm tôi 14 tuổi. Đó là năm cuối cùng tôi còn đặt chân đến Ford. Trong ba mùa hè vừa qua, hè nào tôi và bố Charlie cũng đều đi nghỉ mát ở California hai tuần. Chính là Ford đấy. Mà giờ đây tôi phải tự đầy đọa mình một hành động mà tôi phải thực hiện trong sự chán nản. Tôi ghét Ford vô cùng. Tôi yêu Phoenix. Tôi yêu mặt trời cùng với cái nóng rác bỏng của nó. Tôi yêu cái thành phố sôi nổi đang ngày một mở rộng này. Là. Mẹ nói với tôi lần cuối cùng Sau một ngàn lần lặp đi lặp lại trước khi tôi lên máy bay Chẳng có việc gì mà con phải làm như thế Mẹ trông giống tôi Ngoài trừ mái tóc cắt ngắn Và các nếp nhăn hằng sâu mỗi khi cười Tôi nhận ra nỗi đau quyện trong sự hốt quản Khi nhìn sâu vào đôi mắt to Ngây thơ như trẻ con của mẹ Làm sao tôi có thể để lại người mẹ Có tính tình nóng nổi thất thường nhưng tôi vô cùng yêu thương Mà ra đi chưa được bây giờ Dĩ nhiên là mẹ đã có dược phim chăm sóc Các loại hóa đơn đều được thanh toán đầy đủ Tủ lạnh luôn luôn đầy ắp thực phẩm Xe hơi của mẹ thì lúc nào cũng được đổ đầy xăng Và có một người thường xuyên gọi điện thoại thăm hỏi Mỗi khi mẹ cảm thấy hụt hẳn Nhưng sao Con muốn đi Tôi nói dối Tôi luôn luôn là kẻ nói dối rất dở Nhưng mấy lúc gần đây câu nói dối này được tôi thốt ra thường xuyên đến độ mẹ tôi đã gần như tin chắc chắn rằng nó là thật. Ờ, à, gửi lời chào của mẹ đến Charlie nha. Dân à, mẹ sẽ sớm gặp lại con thôi. Mẹ khăng khăng như vậy. Con có thể trở về nhà bất cứ khi nào mà con muốn. Mẹ cũng sẽ quay về nhà bất cứ khi nào mà con cần mẹ. Đằng sau lời hứa ấy là cả một sự hy sinh Tôi có thể dễ dàng nhận ra điều ấy Qua ánh mắt của mẹ Đừng có lo cho con Tôi đáp lời mẹ một cách chắc nịch Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi Con yêu mẹ lắm mẹ Mẹ ôm ghì lấy tôi Trong vòng tay cả phút đồng hồ Rồi sau đó tôi bước lên máy bay Còn mẹ thì ra về Chuyến bay từ Phoenix đi Seattle mất 4 tiếng đồng hồ. Tôi mất thêm một tiếng đồng hồ nữa để đáp chuyến bay đi Port Angeles, rồi lại thêm một tiếng đồng hồ nữa để đi xe xuống thị trấn Ford. Bài mãi như vậy, với tôi chẳng nhầm nhò gì. Thế mà một giờ đồng hồ đi xe với bố lại khiến cho lòng tôi nao nao. Bố tôi là người khá dễ tính. Ông có vẻ vui mừng thực sự khi tôi đến thăm ông lần đầu tiên. Ông đã ghi danh cho tôi vào một trường trung học và hứa sẽ giúp tôi mua một chiếc xe hơi. Trong thầm tâm, tôi biết chắc chắn một điều là bố đang ngượng nghịu. Cả hai bố con tôi đều không thích nhiều lời. Nhưng thật lòng mà nói, tôi cũng không biết là có phải bố con chúng tôi thuộc tiếp người thờ ơ với mọi thứ xung quanh không nữa. Tôi hiểu bố đã lúng túng trước quyết định của tôi. Cũng giống như mẹ tôi lúc ấy, bởi vì tôi chưa khi nào che giấu sự chán ghét của mình đối với thị trấn Ford cả. Khi máy bay của tôi đáp xuống Port Angeles, trời đang mưa. Tôi không cho rằng đó là điềm báo, mà chỉ coi là chuyện thường ngày ở huyện. Dù sao, tôi cũng đã nói lời chào tạm biệt với mặt trời của tôi rồi. Bố đang chờ tôi bên cạnh chiếc xe tuần tra. Đó cũng là điều mà tôi đang mong đợi. Bố tôi là cảnh sát trưởng Swan, được phân công công tác ở thị trấn Ford, và cái lý do hàng đầu thúc đẩy tôi mua một chiếc xe hơi, dù đang bị diêm mặt túi nặng, là khỏi phải bị chở đi lòng vòng quanh thị trấn trong cái xe hơi có gắn hệ thống đèn hai màu xanh đỏ trên mui. Chẳng có điều gì có thể khiến cho các xe chạy chậm lại ngoài cảnh sát cả. Sau khi rời khỏi máy bay, bước chân của tôi có phần lão đảo. Bố vội đưa một tay ra ôm lấy tôi. Một cái ôm dụng về và lóng ngóng. Bèo, bố rất vui được gặp con. Ông lên tiếng, khẽ mỉm cười khi đã đỡ được tôi. Còn chẳng có thay đổi gì mấy. Gine thế nào? Ừ, mẹ vẫn khỏe. Con cũng rất vui được gặp bố. Trước mặt bố, tôi không được phép gọi ông là Charlie. Tôi chỉ đem theo vài chiếc túi sách. Hầu hết các bộ quần áo của bang Arizona tôi đã nhét vào trong đó. Trước cái thời tiết giá lạnh ở bang Washington này, chúng được xếp vào hàng tép Rio. Mẹ và tôi đã chắc chiêu từng thứ để bổ sung vào tủ quần áo mùa đông của tôi. Thế mà giờ đây nó vẫn không đủ. Hiện thời tất cả quần áo, vật dụng của tôi đều đang nằm lọt thỏm trong cốp xe. ôm um, bố đã tìm được một chiếc xe tốt đối với con. Giá thì cũng rẻ đấy. Bố thông báo khi chúng tôi thắt dây an toàn. Là loại xe gì hả bố? Tôi bỗng thấy nghi nghi cái cách nói của bố. Một chiếc xe tốt đối với con, chứ không phải là một chiếc xe tốt cho con. À, um, thì thật ra thì nó là một chiếc xe tải, một chiếc Chevy. Bố tìm ra nó ở đâu vậy? Con có nhớ ông Billy Black ở La Pute không? La Pute là dùng đất bé tẹo dành riêng cho người da đỏ ở bãi biển. Dạ không. Ông ấy vẫn hay đi câu cá với bố con mình suốt mùa hè ấy mà. Bố gợi lại cho tôi nhớ. Vậy là tôi đã hiểu vì sao tôi không nhớ ra ông ta rồi. Vì chứ mấy cái chuyện dớ dẫn, buồn bực là tôi quên hay lắm. Hiện giờ ông ấy phải ngồi xe lăn. Thấy tôi không nói gì, bố lại tiếp tục kể. Thế nên chẳng còn lái xe được nữa. Và ông ấy đã chào mời bố mua lại chiếc xe tải với giá rẻ đấy. Thế nó được sản xuất năm nào hả bố? Hỏi xong, tôi nhận ra sự thay đổi về cách trả lời trước câu hỏi mà bố không mong tôi thốt ra. Ừ, Ba cái chuyện máy móc có thì ông Billy sửa chữa giỏi lắm. Cái xe chỉ mới cách đây vài năm thôi con à. Thật đấy. Tôi mong bố không nghĩ này nọ về tôi khi biết rằng tôi không chịu đầu hàng một cách dễ dàng như thế. Ông ấy mua xe khi nào vậy bố? Bố nghĩ là ông ấy đã mua chiếc xe này vào năm 1984 mà. Thế ông ấy có mua mới không? Ờ, à, không. Bố nghĩ là vào đầu những năm 60 thì nó mới. Mà lâu nhất thì cũng là cuối những năm 1950 thôi. Bố bẹn lẹn thú thật. Ra là thế. À bố à, con thật sự không biết gì về xe cộ. Nó mà có hư hỏng gì thì con cũng đến chịu thôi. Và con thì không có khả năng trả tiền cho thợ sửa chữa đâu. Thật mà, Bèo La, thứ này chạy tốt lắm đấy. Người ta chẳng còn sản xuất kiểu này nữa. Thứ này, tôi thầm nghĩ thì chuyện gì mà chẳng có thể xảy ra nhẹ nhất thì cũng là bị người ta chế giễu vậy còn rẻ là rẻ thế nào hả bố cuối cùng đây là câu vấn đề tôi không thể bỏ qua à con gái bố mua nó là để tặng cho con như một món quà mừng con trở về mà vừa nói bố vừa liếc mắt lén nhìn tôi hy vọng ai cha cha không tốn tiền à bố không cần phải làm thế đâu bố à con sẽ tự mua xe cho mình mà có gì đâu bố muốn con được hạnh phúc khi ở đây vừa nói bố vừa nhìn thẳng vào con đường ở đằng trước mặt chẳng bao giờ bố cảm thấy thoải mái khi phải bộc bạch cảm xúc của mình và tôi thừa hưởng điều đó từ bố tôi cũng vừa nhìn thẳng phía trước mặt vừa trả lời ôi thật tuyệt bố à con cảm ơn bố nha con rất cảm động tất nhiên Tôi chẳng thể nói thêm được rằng mình đang cảm thấy hạnh phúc khi ở thị trấn Ford này. Bố không cần chịu đựng như tôi và tôi cũng cố không biểu lộ cảm xúc gì về cái xe hay cái động cơ miễn phí ấy. Ừm, uhm, giờ thì con cứ tự nhiên nha. Bố lầm bầm, lúng túng trước lời cảm ơn của tôi. Hai bố con tôi trao đổi với nhau thêm một chút nữa về thời tiết ẩm ướt. Xem ra chúng tôi chỉ còn biết nói về điều đó mà thôi. Rồi cả hai bố con tôi cùng nhìn ra ngoài ô cửa trong yên lặng. Đẹp quá! Thật là đẹp! Tôi không thể phủ nhận điều đó. Mọi thứ xung quanh đều xanh ngắt một màu. Cây cối với những thân cây phủ đầy rêu, nhánh cành của chúng tạo thành những tán lá rậm rạp. Mặt đất mọc đầy dương sĩ, ngay cả không khí cũng lóng lánh màu xanh của lá cây. Tất cả đều thấm đẫm một màu xanh ngắt, một hành tinh xa lạ. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã tới nơi. Bố Charlie của tôi vẫn sống trong căn nhà nhỏ có hai phòng ngủ, căn nhà mà bố mẹ đã cùng mua trong những ngày đầu mới cưới. Đó là những ngày ấm ấp, những điều mới mẻ trong cuộc sống lứa đôi của hai người. Và kia, đậu bên lề đường, ngay trước căn nhà chẳng bao giờ thay đổi là cái... Ôi trời, là cái xe tải mới của tôi. Nó có màu đỏ xỉn với những cái trắng bùng tròn tròn, to đùng và một cái cabin phình phình hình cũ hành càng nhìn càng bất ngờ tôi thật sự thích cái xe này tôi không biết nó có chạy được hay không nhưng mà tôi đang mường tượng ra cảnh mình ngồi ở trong đó còn nữa nó là một trong những chiếc xe rắn chắc không bao giờ phải chịu nguy hại kiểu xe hay thấy ở mấy cái chỗ xảy ra tai nạn lớp sơn chẳng bị bong tróc lấy một miếng thay vì như thế xung quanh lại dính mấy mảng sơn của chiếc xe bị tông vào cha Bố ơi, con thích lắm. Cảm ơn bố nha. Giờ thì cái ngày mai khủng khiếp sẽ không còn đáng sợ nữa. Tôi sẽ không phải chọn lựa giữa việc đội mưa đi bộ hai dặm liền đến trường với việc ngồi yên trên xe của cảnh sát trưởng. Bố mừng là con thích nó. Bố đáp lại lời cảm ơn của tôi một cách ngượng nghịu. Chỉ cần đi một lần thôi là tôi đã đem được tất tần tật hành lý của mình lên lầu. Tôi dọn vào phòng ngủ phía Tây căn phòng trong xuống sân trước. Vì chứ phòng này thì tôi đã quá quen thuộc rồi, chẳng gì thì khi tôi vừa chào đời nó đã thuộc về tôi mà. Sàn gỗ, tường xanh lơ, trần có chớp nhọn, các dải buộc màn cửa sổ đã nhuốm vàng, một phần thời thơ ấu của tôi đấy. Những thay đổi có chăng là bố đã thay cái giường củi của trẻ con bằng một cái giường thực thụ và kê thêm một cái bàn học vì tôi đã lớn trên bàn hiện giờ là chiếc máy vi tính cũ đi kèm theo nó là một sợi dây điện thoại đang lòng thòng trên sàn nhà một đầu dùng để kết nối bộ biến hoàng và đầu gắn vào khe cắm điện thoại gần nhất đây là yêu cầu của mẹ tôi để mẹ con tôi có thể liên lạc với nhau dễ dàng chiếc ghế bập bên thuở nhỏ của tôi vẫn còn nằm ở một góc phòng trên lầu chỉ có một phòng cắm nhỏ mà tôi lại phải dùng chung nó với bố charlie Tôi cố gắng không để tâm quá nhiều vào chuyện này. Một trong những tính cách dễ thương của bố tôi là ông không hay quay quẩn bên ai cả. Bố tôi một mình mở hành lý và sắp xếp đồ đạc riêng. Một hiện tượng kỳ lạ không bao giờ xảy ra ở mẹ tôi. Được tự do một mình thật thoải mái, không phải mỉm cười và lúc nào trông cũng vui tươi. Tôi có thể tự nhiên hướng mắt ra ngoài cửa sổ trong mạt mưa hay để dài giọt nước mắt tuôn rơi mỗi khi phiền muộn. Hiện thời tôi chưa muốn khóc. Tôi sẽ dành điều đó vào giờ đi ngủ hay bắt đầu nghĩ đến buổi sáng hôm sau. Trường Trung học For sở hữu một sĩ số học sinh là thường. Trước kia là 357 học sinh, bây giờ thành 358 học sinh. Trong khi đó, chỉ cần nói tới khối lớp học gần cuối cấp của tôi ở trường cũ thôi, số học sinh đã có đến hơn 700 người rồi. Ở đây, trẻ con cùng lớn lên bên nhau, bố mẹ chúng cũng đã chơi với nhau từ hồi còn chập chững tập đi, bập bẹ học nói. Vậy là tôi sẽ trở thành một cô gái đến từ thành phố lớn, một sinh vật hiếm, một người ngoài hành tinh. Có thể, nếu tôi mang dáng vẻ của người fornis thì việc tôi kết bạn sẽ thuận lợi hơn. Nhưng quái quầm thai, xét về dáng vẻ mà nói, tôi chẳng giống dân Phonis tí nào cả. Đáng lẽ ra tôi phải có một làn da rám nắng, phải giỏi chơi thể thao, phải có mái tóc vàng phải là một tay bóng chuyền hay một người chỉ huy trận đấu tài giỏi chẳng hạn. Tức là làm sao cho người ta thấy rằng mình đã sống ở một nơi ngập tràn ánh nắng mặt trời mới đúng chứ. Thế mà nước da của tôi lại có màu ngà ngà, chẳng có cả mắt xanh lẫn mái tóc đỏ hoạch, mặt cho mặt trời luôn rọi nắng chói chang. Bấy lâu nay thân người của tôi vẫn mạnh khảnh lại còn mềm nhão nữa, rõ ràng chẳng phải là một vận động viên rồi. Tôi không hề biết kết hợp giữa tay và mắt sao cho tốt để có thể chơi thể thao mà không bị bẻ mặt và gây tai nạn cho chính bản thân lẫn những người xem đứng gần mình. Khi đã cất xong tất cả quần áo vào cái tủ làm bằng gỗ thông cũ kỹ, tôi mang túi đựng đồ dùng cá nhân vào nhà tắm để kỳ cọ thân thể cho sạch sẽ sau một ngày dài đi đường. Tôi ngắm nhìn gương mặt mình trong gương, bắt đầu chạy mái tóc rối bời ẩm ướt. Chắc do ánh sáng nên trong tôi có vẻ tái nhợt ốm yếu làn da của tôi chắc cũng không đến nỗi nào hiện thời nó rất sạch và gần như trong suốt tuy nhiên còn tùy thuộc vào màu da nữa ở thị trấn này làn da của tôi thuộc loài không có màu nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương tôi buộc phải thừa nhận rằng mình đang tự lừa dối bản thân mình tôi không chỉ không giống người phoenix ở dáng vẻ bề ngoài thôi đâu nếu tôi không thể hòa đồng được trong một ngôi trường chỉ có hơn 300 học sinh, thì tôi còn có thể làm gì được ở nơi này nữa? Tôi không có duyên với những bạn đồng trang lứa. Hình như tôi không có khiếu giao thiệp với mọi người thì đúng hơn. Ngay cả với mẹ, người thân thiết nhất với tôi trong cuộc đời này cũng chưa bao giờ hòa hợp với tôi, chưa bao giờ có cùng một quan điểm như tôi. Đôi khi tôi tự hỏi mình rằng liệu tôi có đang nhìn nhận thế giới này giống như tất cả mọi người không chắc não bộ của tôi hoạt động không đồng đều thì phải nhưng điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì cái quan trọng là kết quả và ngày mai chỉ mới là ngày bắt đầu đêm đó tôi không ngủ được dù cho sau đó tôi có òa khóc nức nở thanh âm của mưa quyện cùng với tiếng gió ào ào thổi qua mái cứ ào ạt dồn tới tôi kéo tấm chăn bông cũ kỹ lên khỏi đầu rồi trùm qua khỏi gối thế mà tôi vẫn không sao chộp mắt được cho mãi đến tận nửa đêm khi cuối cùng mưa cũng thưa dần chỉ còn là những hạt mưa bụi yên ả sáng hôm ấy qua cửa sổ phòng mình tôi nhìn thấy một màn sương mù dày đặc trong lòng bỗng dậy lên một nỗi lo sợ bị giam giữ không thể nhìn thấy bầu trời đâu nữa tất cả chẳng khác chi là một cái lòng Bữa ăn sáng với bố Charlie diễn ra trong im lặng. Bố chúc tôi đi học gặp nhiều may mắn. Miệng thì cảm ơn bố, nhưng trong lòng của tôi thì biết chắc rằng hy vọng của bố đã đặt không đúng chỗ. Thần may mắn lúc nào cũng tìm cách tránh né tôi. Bố rời khỏi nhà trước, còn tôi ngồi lại một mình giữa một trong ba chiếc ghế, bên chiếc bàn vuông làm bằng gỗ sồi. Mắt nhìn quanh gian bếp nhỏ nhắn của bố. Những bức tường có đóng dáng ô sẫm màu mấy chiếc tủ màu vàng tươi và tấm thảm phủ sàn nhà trắng toát. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Cách đây 8 năm, chính mẹ đã tự tay sơn lại mấy cái chiếc tủ nhằm đem lại chút tươi vui cho căn nhà. Cành gian bếp là phòng sinh hoạt gia đình chỉ nhỏ như chiếc khăn tay. Trong phòng vẫn là chiếc lò sữa cũ, bên trên nó vẫn là một hàng các bức ảnh. Tấm ảnh đầu tiên là ảnh cưới của bố Charlie và mẹ chụp ở Las Vegas. Tấm thứ hai là cả ba chúng tôi đang ở bệnh viện sau khi tôi ra đời. Ảnh do bà đỡ chụp. Tiếp theo là các tấm ảnh chụp tôi ở trường treo từng năm. Kết thúc là tấm ảnh chụp ở trường năm ngoái. Xem lại tất cả mà lòng tôi đau nao. Tôi sẽ phải lừa lời nói với bố để bố cất tất cả các tấm ảnh ấy đi. Ít nhất thì cũng là trong khoảng thời gian tôi có mặt ở phò. Sống trong căn nhà này, thật không có gì khó khăn để nhận ra rằng bố đã chẳng bao giờ quên mẹ điều đó làm cho tôi cảm thấy không thoải mái tôi không muốn đến trường quá sớm cũng không muốn ở nhà thêm một chút nào nữa khoác chiếc áo lạnh lên người mà có cảm giác cứ như là đang mặc áo phòng chống hơi độc tôi bước ra ngoài màn mưa vẫn là cơn mưa phùn chưa đủ lớn để có thể làm tôi ướt sũng trong lúc lần tay lấy chiếc chìa khóa nhà luôn được giấu dưới mái hiên dè ra ở chỗ cửa trước và khóa cửa lại. Tiếng giày ống lội nước bị bõm nghe thật là chán. Tôi thèm làm sao được nghe thấy tiếng lạo xạo khi bước đi trên sỏi. Tôi không thể dừng lại mà ngắm nghía chiếc xe tải dù rất muốn. Tôi đang vội vã thoát khỏi màn sương mù ẩm ướt đang lượn lờ trên đầu tôi, luồn vào mái tóc của tôi dưới chiếc mũ trùm đầu trong xe tải thật khô ráo và dễ chịu. Có thể hiểu là ông Billy hoặc là bố đã lau chùi nó một cách cẩn thận rồi, sạch sẽ. Tuy nhiên, lớp da bọc ghế màu nâu vẫn còn phản phất mùi thuốc lá, mùi xăng và mùi bạc hà. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì động cơ của chiếc xe khởi động rất nhanh. Thế nhưng nó lại kêu rất to, vang lên ầm ầm trong không gian và từ từ lăn bánh ở âm lượng to nhất. Trời ơi, cái xe tải cổ lô sĩ này sắp vào diện bảo tàng rồi còn cái radio xưa lơ xưa lắc đang hoạt động này nữa lại thêm một thứ mà tôi chẳng trông đợi gì được trường học không khó tìm lắm dù rằng tôi chưa lần nào đặt chân đến đó ngôi trường này cũng giống như mọi ngôi trường khác nằm cách xa đường quốc lộ ban đầu tôi cũng không thể đoán ra đó là trường học chỉ tới khi nhìn thấy cái bảng hiệu ghi trường trung học for tôi mới dừng lại toàn bộ ngôi trường tựa như một tập hợp những ngôi nhà hình hộp diêm được xây bằng loại gạch có màu nâu sẫm xung quanh trường đầy những cây xanh cao có lúp xúp có cây cối nhiều đến độ thoạt nhìn tôi không biết được ngôi trường có quy mô lớn nhỏ ra sao đâu rồi cái cảm giác bồi hồi quen thuộc tôi tự hỏi lòng mình một cách luyến tiếc hàng rào ở đâu các mấy giò kim loại đặt ở chỗ nào tôi dừng xe ngay trước cửa tòa nhà thứ nhất ở đây có một bảng hiệu nhỏ ghi dòng chữ văn phòng trước treo bên trên cửa ra vào chẳng thấy bóng dáng một ai tôi chắc mẩm đây là nơi không được lui tới tuy vậy tôi vẫn quyết định ghé vào thay vì phải lái xe lòng vòng quanh trường như một đứa dở hơi một cách miễn cưỡng tôi bước ra khỏi buồng lái đặt chân xuống một bậc đá nhỏ nằm cùng hàng với những bụi cây xanh thẳm Tôi hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa. Trong phòng sáng hơn và ấm hơn tôi tưởng. Văn phòng khá nhỏ, khu vực ngồi chờ thì chỉ bé như cái mắt mũi, có kê mấy cái ghế xếp, bảng quảng cáo thì lấm tấm những dệt màu cam, các thông báo cùng với những bằng khen treo lộn xộn trên tường. Một cái đồng hồ to kêu tích tắc thật lớn. Trong phòng để đầy những chậu cây, tựa hồ như bên ngoài chẳng có đủ cây xanh vậy văn phòng bị ngăn ra làm hai bởi một kệ tủ dài. Để bừa bãi các sọt lưới, chất chứa đầy những cái mô hình mẫu những côn trùng biết bay gắn phía trước sọt. Phía sau kệ tủ là ba cái bàn làm việc. Một phụ nữ có dốc người to lớn, tóc đỏ, đeo kính, đang ngồi đằng sau một trong ba chiếc bàn ấy. Bà ta mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đỏ tía, khiến cho tôi không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Người phụ nữ tóc đỏ ngước mặt lên. Tôi có thể giúp gì cho em chứ? Dạ, em là Isabella Swan. Tôi giới thiệu tên của mình và nhận ra ngay lập tức vẻ sáng rỡ trong mắt của người phụ nữ. Người ta đang chờ tôi đến, vẫn là những chuyện ngồi lê đôi mắt muôn thuở. Cuối cùng thì cô con gái của ngài cảnh sát trưởng với bà vợ cũ bỏ nhà ra đi, nay đã trở về. Tất nhiên rồi, Người phụ nữ đáp lời tôi, rồi đưa tay lật lật dở dở trong tài liệu trên bàn. Cuối cùng thì bà ta cũng tìm ra. Tôi có lịch học của em đây, cả sơ đồ của trường mình nữa. Người phụ nữ tóc đỏ để mấy tờ giấy đó lên kệ tủ, chỉ cho tôi xem. Bà ta dở bản đồ, hướng dẫn tôi đường đến các lớp, sao cho nhanh nhất, và đưa cho tôi một tờ giấy để lấy chữ ký của giáo viên vào cuối mỗi buổi học. Người phụ nữ tóc đỏ mỉm cười, hy vọng giống như ông bố sạc của tôi rằng tôi sẽ yêu for và tôi cũng mỉm cười đáp lại thật tươi khi tôi quay trở ra chiếc xe tải các học sinh đã bắt đầu ùa vào trường tôi cho xe chạy quanh trường theo tuyến đường dành cho giao thông lòng của tôi chợt cảm thấy vui sướng khi nhận ra rằng hầu hết các xe ở đây đều thuộc hàng đại thụ như xe của tôi chẳng có chiếc nào thuộc loại chói cả mắt ở nơi tôi sống trước kia một trong những dùng có nhiều người thu nhập thấp trong đó có cả quần thung lũng thiên đường người ta thường nhìn thấy những chiếc xe mercedes mới cáo của đám học sinh sinh viên trong khi đó ở đây chiếc xe hơi tốt nhất là chiếc volvo sáng bóng đang nằm lạc lõng ở trong bãi ngay khi vừa đậu xe vào đúng nơi quy định xong tôi tắt máy ngay kẹo cái tiếng máy nổ ầm ầm như sấm ấy lại khiến cho người ta chú ý tới mình ngồi trong bù lái xe tải coi lại sơ đồ đường đi tôi cố gắng ghi nhớ mọi chi tiết hy vọng là sẽ không phải đi lòng vòng quanh trường. Vừa phải chúi mũi vào cái bản đồ đó cả ngày. Tôi cho mọi thứ vào túi rồi vác lên vai, hít vào một hơi thật sâu. Mình có thể làm được. Tôi tự động viên bản thân một cách yếu ớt, sẽ chẳng có ai bắt nạt đâu. Tôi trấn an mình lần cuối rồi bước xuống xe. Dẫn cái mũ trùm đầu, tôi bước đi trên vỉa hè, hòa mình cùng với đám đông các thanh thiếu niên khác mai thay cái áo lạnh màu đen tuyền của tôi không hề nổi bật chút nào. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đi ngang qua quán ăn từ phục vụ và dễ dàng nhận ra tòa nhà số 3. Con số 3 rất to, màu đen, nằm dung dứt trên tấm bảng trắng, được đặt ở góc tường phía đông. Mỗi bước tiến đến gần hơn cánh cửa lớp học, hơi thở của tôi lại càng trở nên dồn dập. Tôi không khó khăn gì để nhận ra điều ấy. Cố gắng, nín thở, Tôi bước theo sau hai người mặc áo mưa đang đi vào cửa lớp. Phòng học khá chật. Hai người đi trước tôi vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa, dừng lại, treo áo mưa lên móc. Tôi cũng bắt chước làm y như thế. Đó là hai nữ sinh. Một người có mái tóc vàng, làn da trắng muốt. Người kia cũng có nước da trắng trẻo như vậy, nhưng mái tóc thì hơi nâu. Ít ra ở đây, màu da của tôi cũng không thuộc loại cá biệt bất chợt tôi trượt chân dấp ngã và ngay vào thầy giáo. Trước mặt tôi là một người đàn ông có thân hình cao ráo, hói đầu. Trên bàn của thầy có một tấm biển đề tên ghi dòng chữ ông Mason. Thầy giáo trố mắt nhìn tôi, rồi trông vào tên tôi một cách ngớ ngẩn. Đó không phải là sự chào đón nhiệt tâm. Và dĩ nhiên là mặt của tôi đã đỏ lựng lên như một trái cà chua chín mọng. Dù sao thì chí ít thầy cũng đã dẫn tôi đến một cái bàn trống ở cuối lớp không hề giới thiệu tôi với cả lớp các con ma cũ ngoái đầu lại nhìn theo lưng tôi rồi sau đó họ cũng kềm chế được nỗi tò mò của mình tôi lướt mắt lướt dọc theo bản danh sách tên của các tác giả sẽ phải học mà thầy giáo vừa đưa cho toàn những cái tên quen thuộc tôi đã học hết cả rồi thật là nhàn hạ đến phát chán Tôi đang tự hỏi không biết mẹ có thể gửi cho mình mấy bài luận văn cũ về các tác giả này không nữa, hay mẹ lại cho rằng tôi đang đùa. Rồi cứ thế, trong đầu của tôi cứ miên man suy nghĩ đến việc phải nói sao cho mẹ hiểu đây. Trong lúc thầy giáo ở trên kia cứ thao thao bất tuyệt với bài giảng của mình, Ngày đầu tiên Bella đến trường. Chuông reo, một thứ âm thanh lanh lảnh Giọng mũi. Có một anh chàng lên kênh, ốm nhom, tóc đen nhánh, nhoài người sang bắt chuyện với tôi. "Này, cậu là Isabella Swan phải không?" Có vẻ như anh bạn này rất hay nhiệt tình giúp đỡ người khác, giống như những thành viên trong hội cờ vua. Bella, tôi sửa lại. Những người ngồi trong phạm vi ba chiếc ghế quanh đấy bắt đầu quay lại nhìn tôi. Lớp học tiếp theo của cậu ở đâu vậy?" Anh ta hỏi. Tôi vội mở túi sách của mình ra kiểm tra. "Ừm, uhm, môn nhà nước với ông profession tòa nhà số 6." Giờ thì tất cả mọi người đang hiện diện trong lớp đều đổ dồn cặp mắt tò mò về phía tôi. "Mình thì đến tòa nhà số 4, mình sẽ chỉ đường cho cậu." Đích thị là người này thích giúp đỡ người khác rồi. "À, mình là Eric." Anh ta nói thêm Cảm ơn Tôi mỉm cười gượng gạo Chúng tôi lấy áo khoác và bước ra ngoài Mưa lúc này đã nặng hạt hơn Tôi dám đánh cược rằng Ngay lúc này đây Một số người đi ở phía sau tôi Đang muốn rút ngắn hơn nữa Khoảng cách giữa chúng tôi với họ Với hy vọng là nghe lõm được điều gì đó Mong rằng tôi không bị mắc chứng quan tưởng Ở đây khác cho Phonic lắm, phải không? Eric gợi chuyện hỏi Ừ, khác lắm ở đó không có nhiều mưa à? Khoảng 3 hay là 4 lần một năm. Chà, thế thì sẽ như thế nào chứ? Anh bạn đi bên cạnh tỏ về ngạc nhiên. Ngập tràn ánh nắng. Tôi trả lời. Mà trồng cậu có rắm nắng lắm đâu chứ? Mẹ mình bị bạch tạng mà. Eric nhìn tôi ái nái. Còn tôi thì không ngăn được tiếng thở dài có vẻ như sự nghiêm túc và tính hài hước chẳng thể nào đi chung với nhau được vậy. Mấy tháng rồi, hình như tôi đã quên, không còn dùng đến câu nói châm biếm này. Chúng tôi đi dòng trở lại quán ăn từ phục vụ, hướng đến các tòa nhà ở phía nam, chỗ gần phòng tập thể dục. Eric đưa tôi đến tầng cửa ra vào, cứ như thể anh ta sợ tôi không tìm thấy, cho dù cái cửa này có ghi chữ rõ ràng. Ừm, uhm, chúc cậu may mắn nha. Anh ta chào tạm biệt, khi tôi vừa chạm tay đến cái nắm cửa chắc tụi mình sẽ còn học chung ở một số lớp khác đấy trong câu nói của eric có ẩn chứa sự hy vọng tôi mỉm cười một cách lơ đãng rồi bước vào trong khoảng thời gian còn lại của buổi sáng hôm ấy lặng lờ trôi đi thầy giáo dạy môn lượng giác lớp tôi tên là vaner tôi không tài nào ưa nổi thầy bởi cái môn học mà thầy phụ trách đó là người duy nhất đã bắt tôi đứng trước lớp để mà tự giới thiệu về mình. Tôi... tôi đã phải ấp à ấp úng, mặt mũi đỏ lựng, sau màn chào hỏi đó. Tôi bước về chỗ ngồi của mình trong tâm trạng chân nọ đá và chân kia. Sau khi đã trải qua những giờ học trong hai lớp, ở mỗi lớp, tôi bắt đầu nhớ được vài gương mặt. Chẳng qua cũng là bởi có một số người đã tỏ ra bạo dạng, chủ động đến với tôi. Họ tự giới thiệu về mình rồi hỏi xem tôi có thích phò không. Tôi cố gắng tỏ ra xã giao một chút, nhưng chung quy cũng chỉ là xã giao mà thôi. Ít ra nhờ vậy mà tôi không còn phải dùng đến bản đồ nữa. Một cô bạn ngồi cạnh tôi trong cả hai lớp lượng giác và tiếng Tây Ban Nha cùng đi ăn trưa với tôi ở quán ăn tự phục vụ. Đó là một cô gái nhỏ nhắn, thấp hơn chiều cao 1m63 của tôi, chừng 7-8cm. Nhưng điểm khác biệt lớn giữa chúng tôi không phải là chiều cao, mà chính là mái tóc quăn tít bù xù của cô. Tôi không nhớ nổi tên cô bạn tóc xù, thế nên tôi chỉ khẽ mỉm cười và gật đầu với cô ta mỗi khi nghe cô kể chuyện này chuyện nọ về các thầy cô giáo hay về lớp học. Thật lòng mà nói, tôi cũng chẳng muốn lưu tất cả những điều ấy vào bộ nhớ của mình làm gì. Chúng tôi ngồi vào mấy cái ghế còn trống trong quán, cùng bàn với mấy chiến hữu của cô bạn tóc xù. Tôi được giới thiệu với họ và tôi đã quên tên họ ngay sau khi cô bạn tóc xù vừa giới thiệu xong. Xem ra những người bạn mới này có vẻ ấn tượng về sự bạo dạng của cô bạn tóc xù khi thấy cô ta nói chuyện với tôi. Bất chợt, tôi thấy ở phía bàn bên kia, anh chàng người anh Eric đang vẫy tay lia lịa ra ý chào tôi. Và lần đầu tiên tôi được trông thấy họ chính vào lúc ấy, khi tôi đang ngồi ăn trưa và cố gắng tỏ ra hòa nhập vào cuộc tán gẫu với bảy người hiếu kỳ. Họ ngồi ở một góc, chỗ xa tôi nhất, trong quán ăn từ phục vụ. Tất cả gồm 5 người. Họ chẳng chuyện trò mà cũng chẳng hề động tay đến cái khai đựng khẩu phần. Trước mặt mỗi người, khai thức ăn ấy vẫn đầy y nguyên như lúc mới mang ra. Chẳng có ai trong số của họ lại trú mắt ra nhìn tôi một cách ngớ ngẩn như hầu hết học sinh ở đây. Vì thế, tôi có thể tự do quan sát họ mà không phải e ngại những cặp mắt kia sẽ nhìn đáp lại mình không. Không hề có một ai biết đến điều đang thu hút sự chú ý của tôi lúc này cả. Cứ nhìn năm người bọn họ mà xét thì chẳng thấy ai có nét gì khả dĩ giống nhau. Ba người trong số ấy có một người to con, lực lưỡng, y như là một vận động viên cử tạ hàng nặng, tóc đen quăng. Người kia cao hơn, ốm hơn nhưng cũng dạm dở, có mái tóc màu vàng mật ong. Người thứ ba thì gầy và cao lêu đều tóc của anh ta màu đồng bù xù anh ta trông trẻ hơn rất nhiều so với những người kia những người có thể đã vào đại học hoặc thậm chí đang là giáo viên cũng nên khó có thể nói họ đang còn là học sinh trung học hai người còn lại trong số ấy là hai cô gái đang ngồi ở phía đối diện một trong số hai cô ấy có vẻ đẹp như tượng cô ta sở hữu một thân hình có chiều cao và đường nét không khác những người mẫu trong các ảnh chụp trên trang bìa của tạp chí thể thao số có chuyên đề về quần áo tắm một mảnh của phụ nữ. Nếu có ai đó cùng phái mà ngồi cạnh cô ta, hẳn sẽ phải ghen tị hoặc là tuổi thân tuổi phận trước vẻ đẹp đáng mơ ước ấy. Cô gái tóc màu vàng, ngọn tóc chấm ngang lưng hơi uống dợn thành làn sóng. Cô gái ngồi bên thì có dốc người thấp bé, mảnh khảnh, gương mặt nhỏ nhắn, trông như một nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích vậy cô gái này có mái tóc đen nhánh cắt ngắn lĩa chĩa ra mọi hướng tuy nhiên năm người họ lại rất giống nhau nếu có thể nói như vậy tất cả bọn họ đều có làn da trắng như thỏa phấn trắng hơn bất kỳ một học sinh nào khác trong thị trấn không có ánh nắng mặt trời này họ trắng hơn cả tôi một kẻ có làn da không bao giờ bị bắt nắng cả năm người đều có đôi mắt rất đen bất kể màu tóc của họ màu gì và bên dưới mỗi đôi mắt ấy là những vết quần màu đỏ tím, giống như những quần thâm thường thấy ở dưới mắt. Trong họ cứ như những kẻ vừa mới trải qua một đêm mất ngủ hay là mới bị nện cho dở mũi xong. Ngoại trừ chiếc mũi ra, gương mặt của họ rất cân đối, xương xương và hoàn hảo. Dù sao đi nữa thì tất cả những chi tiết trên cũng chưa phải là nguyên nhân chính khiến cho tôi cứ dán mắt vào họ. Sở dĩ tôi không thể rời mắt khỏi năm học sinh nọ là bởi gương mặt của họ quá khác biệt nhau, nhưng đồng thời lại rất giống nhau. Tất cả đều mang một vẻ quan dại đến ấn tượng. Đó là những gương mặt mà trong cuộc sống đời thường ta chẳng bao giờ nhìn thấy. Ngoại trừ khi xem các ảnh chụp người mẫu phun sơn quá trang của một tạp chí thời trang nào đó, hay khi chiêm ngưỡng các tác phẩm tạo hình gương mặt thiên sứ của một chuyên gia trang điểm nhìn họ khó có thể xác định được ai là người đẹp nhất có thể là cô gái tóc vàng không có lấy một nét khiếm khuyết cũng có thể là anh chàng có mái tóc màu đồng kia ánh mắt của năm người dõi theo các hướng khác nhau không ai nhìn ai cũng chẳng nhìn vào học sinh nào hay chú mục vào một cái gì cụ thể cả trong lúc tôi đang quan sát như vậy thì cô gái nhỏ nhắn đứng lên bưng theo khai thức ăn gồm có nước soda chưa khui một trái táo còn nguyên vẹn bỏ đi Bước đi của cô ta nhanh thoang thoát, như thể đang bước xuống đồi. Tôi cứ nhìn theo, thầm ngạc nhiên về đôi chân quyển chuyển như một diễn viên múa, mãi cho đến khi cô ta cất cái khai rồi lẻn theo đường lối cửa sau, nhanh như cắt. Cô gái hoàn toàn mất hút, không để lại một dấu vết nào. Tôi phóng tầm mắt đến những học sinh còn lại, bốn người họ vẫn đang ngồi yên bất động. Mấy người đó là ai vậy? tôi hỏi một cô bạn cùng học chung lớp tiếng tây ban nha mà tên của cô ta thì tôi không tài nào nhớ nổi cô bạn tóc xù ngước mắt lên nhìn nhóm người vừa được tôi đề cập đến hình như qua giọng nói của tôi cô ta đã hiểu ngay lập tức là tôi muốn nói về những ai bất thình lình anh chàng ốm nhất người trông có vẻ trẻ nhất cũng có lẽ là ít tuổi nhất nhìn sang phía bạn tôi anh ta chỉ thoáng nhìn lướt qua cô bạn của tôi trong một giây rồi đôi mắt đen lay lấy ấy chuyển liền sang phía tôi. Đột nhiên, anh ta lại chuyển hướng nhìn sang chỗ khác. Toàn bộ sự việc này diễn ra rất nhanh. Nhanh đến mức tôi không kịp có phản ứng nào mà chỉ vừa mới chớp mắt vì bối rối. Sau cái nhìn chớp nhón đó, gương mặt của anh ta chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Như thể cô bạn của tôi vừa gọi tên anh ta. Anh ta đã ngước mắt lên theo phản ứng, nhưng rồi quyết định không lên tiếng trả lời vậy cô bạn tóc xù của tôi cũng có vẻ bẽn lẽn nhưng rồi lại phá lên cười khúc khích và nhìn sang một bạn khác như tôi đó là edward và emmet cullen rosalie và Jasper người vừa mới đi khỏi là eli cullen mấy người đó sống chung với bác sĩ cullen và vợ của ông ta cô bạn của tôi khẽ khàng giải thích tôi liếc mắt nhìn sang người bảnh trai nhất trong nhóm lúc này đây anh ta đang nhìn xuống khai thức ăn những ngón tay dài trắng muốt nhặt các chiếc bánh vòng nhỏ lên anh ta nhai rất nhanh đôi môi hoàn hảo chỉ hơi mở ra ba người còn lại vẫn nhìn sang hướng khác tuy vậy tôi vẫn có cảm giác là anh ta đang nói chuyện gì đó với họ thật là tôi chợt nghĩ những cái tên không phổ biến chút nào đấy là kiểu tên chỉ có trong thời ông bà tôi mà thôi chẳng lẽ đấy là mốt ở đây những cái tên tỉnh lẻ cuối cùng tôi cũng nhớ ra được tên cô bạn ngồi bên cạnh mình là jessica một cái tên rất thông thường trong lớp lịch sử của tôi ở trường cũ có tới hai người cùng mang tên jessica họ họ cũng khá xinh đấy tôi buồn lời nhận xét ừ jessica đồng ý với tôi bằng một tràng cười khúc khích khác bọn họ theo cặp đấy ý mình là emmett và rosalie chatter và a lai họ đã sống chung giọng nói của cô bạn tóc xù trang đầy cảm xúc mang hàm ý chỉ trích thường thấy ở tỉnh lẻ trong bụng tôi đánh giá hơi thấp điều ấy nhưng công tâm mà nói ngay cả ở phoenix người ta cũng thường hay bàn tán xôn xao những chuyện như vậy lắm ai là cút tôi hỏi không thấy họ có nét gì giống ừ đúng vậy bác sĩ cút còn rất trẻ khoảng hai mươi mấy ba mươi tuổi thôi tất cả họ đều được nhận về nuôi. Hà là anh em sinh đôi, một trai một gái, là cặp tóc vàng ấy. Họ là con nuôi. Mình thấy họ đã quá lớn để làm con nuôi rồi mà. Ừ, hiện thời thì Jasper và Rosalie đều đã 18 tuổi rồi. Nhưng họ đã ở với bà Quitland từ năm lên 8. Bà ta là cô hoặc gì gì đấy của họ thì phải. Ông bà bác sĩ quả là những người tốt khi quyết định chăm nôm cho từng ấy đứa trẻ, nhất là khi họ còn quá trẻ, trẻ về mọi thứ. Ừ, có lẽ là vậy. Jessica thừa nhận một cách miễn cưỡng, khiến cho tôi cảm giác rằng hình như cô ta không thích vợ chồng bác sĩ vì một lý do nào đó. Trước cái nhìn mà cô bạn tóc xù đang dành cho những học sinh được nhận làm con nuôi kia, tôi đoán lý do đó là lòng đố kỵ. Mình nghĩ bà Goodland không thể sinh con, Jessica nói thêm, như để hạ thấp lòng tốt của ông bà bác sĩ. Trong suốt cuộc nói chuyện đó, mắt của tôi vẫn không rời chiếc bàn của gia đình người lạ nọ. Họ vẫn nhìn đăm đăm vào mấy bức tường, không hề ăn uống gì. Họ vẫn luôn ở pho hả bồ? Tôi lại hỏi, lẽ ra tôi đã phải trông thấy họ trong mấy mùa hè tôi ở đây rồi mới phải chứ? Không, Jessica trả lời một cách chắc nịch. Như thể cô ta muốn nhấn mạnh rằng họ cũng là ma mới như tôi bọn họ chỉ vừa mới chuyển xuống vùng này đâu được hai năm từ một vùng nào đó ở alaska trong lòng của tôi bỗng trỗi lên một niềm trắc ẩn xót xa trắc ẩn là bởi họ xinh đẹp gây ấn tượng như vậy mà vẫn bị xem là những người ngoài và rõ ràng là không được chào đón xót xa là bởi ở đây không phải chỉ có tôi mới là lính mới song riêng tôi thì chẳng có được lấy một tiêu chuẩn nào để gọi là có tí chút cuốn hút cả. Trong lúc tôi đang mãi ngắm nhìn nhóm học sinh nọ như vậy, người trẻ nhất bọn, một trong những người mang họ Kulen, đã ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt của tôi. Lần này thì anh ta ngạc nhiên thấy rõ, khi tôi vội vã chuyển hướng nhìn, thì hình như trong đôi mắt của anh ta có lộ ra một điều gì đó giống như nỗi thất vọng. Cái anh chàng có mái tóc nâu đỏ kia là ai vậy? vừa hỏi Jessica, tôi vừa đưa mắt liếc trộm anh ta và nhận ra rằng anh ta vẫn đang đăm đăm nhìn mình. Nhưng không phải là đôi mắt trố ra một cách ngớ ngẩn như những học sinh khác, mà là bằng đôi mắt đang phản phất một nỗi trông chờ tuyệt vọng. Tôi lệch cụp mắt xuống. Đó là Edward. Anh ta đẹp trai nhất đấy. Tất nhiên rồi, nhưng mà đừng có phí thời gian. Anh ta sẽ không hẹn hò đâu. Hình như chẳng có bạn gái nào xứng đôi với anh ta cả. Jessica tặc lưỡi như ăn phải nho chua. Có lẽ cô ta đã từng bị Edward từ chối. Tôi mỉm môi để không phải bật cười, rồi nhìn lại Edward lần nữa. Lần này thì anh ta đã quay mặt đi, nhưng mà gò má thì hơi nhô lên, như thể anh ta cũng đang mỉm cười. Vài phút sau, bốn người còn lại cũng bỏ đi. Bốn người họ thật sự là quá cuốn hút, ngay cả cái anh chàng to lớn dạp vợ cũng vậy giờ thì không còn gì để mà quan sát nữa anh chàng có cái tên là edward cũng không hề ngoái lại nhìn tôi thêm một lần nào nữa tôi vẫn phải ngồi với jessica và đám bạn của cô ta nếu chỉ ngồi một mình thôi thì tôi đã không ngồi lâu đến thế tôi đang lo không muốn mình phải vào lớp trễ trong ngày học đầu tiên may sao một cô bạn khác tôi mới quen tên là angela đã nhắc tôi rằng tiết học tới chúng tôi sẽ học chung ở lớp sinh học 2. Thế là tôi rời bàn, cùng đi với Angela đến phòng học. Chẳng ai nói với ai lời nào, Angela cũng rụt rè, nhút nhát như tôi. Vào đến lớp học, Angela chọn chỗ ngồi ở bàn thí nghiệm có trẻ nhựa giống như tôi ngày trước. Angela đã có bạn ngồi cạnh. Thật ra tất cả các bàn đều đã có người ngồi, chỉ duy nhất còn một chỗ trống ở cái bàn giữa lớp, ngay sát bên cạnh lối đi tôi nhận ra Edward Cullen nhờ mái tóc đặc biệt của anh ta. Và bên cạnh Edward chính là cái chỗ trống duy nhất đó. Trong lúc đi xuống phía cuối lớp để giới thiệu mình với giáo viên phụ trách lớp, và để thầy giáo ký tên vào tờ giấy chữ ký giáo viên của mình Tôi đã lén nhìn Edward Khi tôi đi qua Anh ta đột nhiên như bị ghim chặt xuống ghế Edward chăm chậm nhìn tôi Bằng một vẻ mặt vô cùng kỳ lạ Đó là một vẻ mặt thù địch và giận dữ. Tôi vội vã quay đi, sừng sốt, mặt lại đỏ lựng lên. Tôi dấp phải một quyển sách nằm chình ình trên lối đi, rồi da đầu vào cạnh bàn. Một cô gái ngồi ở ngay đấy bật lên cười khúc khích. Tôi nhận ra đôi mắt của Edward rất đen, đen như than vậy. Thầy Banner ký vào tờ giấy của tôi rồi đưa cho tôi một quyển sách. Thầy không đã động gì đến việc tôi phải giới thiệu này nọ tôi chỉ có thể nói là rồi đây chúng ta sẽ hợp tác tốt và dĩ nhiên thầy giáo không còn sự lựa chọn nào khác hơn là dẫn tôi đến chỗ ngồi còn trống ở ngay giữa lớp tôi cúi gầm mặt xuống khi đi đến cái chỗ ngồi bên cạnh edward bối rối trước cái nhìn chòng chọc, chọc thiếu thiện cảm mà anh ta dành cho tôi đặt quyển sách lên bàn bước vào chỗ ngồi rồi mà tôi vẫn chưa dám ngước mặt lên nhưng khi liếc nhìn trộm edward tôi thấy anh ta đã thay đổi tư thế. Edward né người ra xa khỏi tôi, xích ra tới tận cạnh ghế và ngoảnh mặt đi như vừa ngửi thấy một mùi gì đó khó chịu. Một cách kín đáo, tôi kiểm tra lại mái tóc của mình. Quả thật, tôi chỉ nhận ra mỗi một mùi dâu, mùi thơm của loại dầu gội đầu mà tôi yêu thích. Đó là mùi hương dễ chịu cơ mà. Tôi cứ để cho tóc rủ qua bờ vai phải tạo thành một vạch ngăn cách đen tuyền giữa hai chúng tôi và tôi hết sức cố gắng chú ý vào bài giảng của thầy giáo không may cho tôi bài học hôm nay có chủ đề về cấu tạo tế bào bài này tôi đã học rồi dù sao thì tôi vẫn phải ghi chép cẩn thận tôi cúi đầu xuống nhưng dù gì thì gì tôi vẫn không sao ngăn cách mình thỉnh thoảng là nhìn trộm gã con trai đang ngồi bên cạnh qua làn tóc rũ bên bờ vai phải của mình trong suốt giờ học, dáng ngồi đáng ghét của hắn không hề thay đổi, vẫn giữ nguyên cái kiểu ngồi kịch bờ ghế, càng xa tôi càng tốt. Tôi nhìn thấy bàn tay của hắn đặt trên đùi bên trái đang siết chặt lại. Những đường gân bên dưới lớp da trắng muốt nổi hết cả lên. Và hắn cứ giữ cái thế căng cứng như vậy, chẳng có dấu hiệu nào là sự thư giãn. Edward mặc áo sơ mi trắng dài tay, tay áo săn đến tận khuỷu để lộ cánh tay rắn chắc và dạm dở đến lạ thường. Trong hắn, chẳng còn một chút nào có vẻ mạnh khảnh như khi hắn ngồi ở bên cạnh người anh trai dài u thịt bắp lúc nãy nữa. Dường như giờ học này kéo dài hơn những giờ học khác. Phải chăng vì bởi đây là giờ học cuối cùng ngồi trong lớp hay bởi tôi đang trông chờ cái nắm tay kia thả lỏng ra? Edward vẫn ngồi yên lặng như không hề hít thở. Hắn ta đang có điều gì đó bất ổn chăng? Có lẽ nào đây lại là lối cư xử thông thường của Edward? Tôi bắt đầu nghiền ngẫm lại câu nói của Jessica trong buổi ăn trưa. Hình như cô bạn tóc xù không hề có ác cảm với Edward như tôi đã từng nghĩ. Không biết cách cư xử như thế nào cho phải với tôi. Rõ ràng là Edward không hề biết tí gì về con gái. Tôi lén nhìn Edward thêm một lần nữa và cảm thấy ân hận hắn ta đang nhìn tôi. Đôi mắt đen chứa đầy sợ hãi. Tôi cảm thấy nao lòng, bắt đầu thu người lại trên ghế, bất chợt câu nói, nếu nhìn sẽ giết, gian lên trong đầu tôi. Ngay lúc ấy, chuông hết giờ gian lên thật lớn, khiến cho tôi muốn nhảy dựng lên. Còn Edward Cullen thì vội vàng nhau ra khỏi ghế. Khi đứng dậy, trong Edward cao hơn tôi tưởng, Hắn ta quay lưng về phía tôi rồi lao nhanh ra khỏi cửa. Trước tất cả những người khác cũng vừa mới bước ra khỏi chỗ ngồi. Tôi ngồi như trời trồng trên ghế, ngay người nhìn Edward. Hắn ta thật xấu, không công bằng. Tôi bắt đầu thu dọn tất cả các dụng cụ làm thí nghiệm một cách chậm rãi, cố gắng kìm nén cơn tức giận đang dâng lên. Chỉ trực trào ra thành nước mắt. Chuyện gì cũng vậy, tâm trạng của tôi luôn luôn được nối với tuyến lệ thì phải, Mỗi khi tức giận là tôi lại khóc. Thật là xấu hổ. Này, cậu có phải là Isabella Swan không vậy? Một dụng nam cất lên. Tôi ngước mặt lên và nhận ra một chàng trai có gương mặt trẻ con rất đáng yêu với mái tóc màu vàng nhạt được vuốt keo một cách cẩn thận, tạo thành hình những gai nhọn đang nhìn tôi mỉm cười thân thiện. Rõ ràng là anh ta không hề phát hiện ở nơi tôi có mùi hương gì lạ. Benla là, Tôi mỉm cười sửa lại. Mình là Mike. À, chào Mike. Cậu có cần mình giúp đến lớp học giờ tiếp theo không? Bây giờ mình còn phải đến phòng tập thể dục, mình nghĩ là tự mình có thể tìm được mà. À, mình cũng đến đấy đấy. Hình như anh chàng có vẻ rung lên vì phấn chấn, dù rằng sự trùng hợp này chẳng có gì là đặc biệt trong ngôi trường bé tí tẹo như thế này. Chúng tôi cùng nhau đến lớp mới. Mike nói rất nhiều, mà hầu như chỉ có anh ta là đọc thoại mà thôi. Như vậy càng dễ cho tôi. Mike đã từng sống ở California đến năm lên 10 tuổi. Vì thế mà anh ta hiểu thế nào là một người đã sống dưới ánh nắng mặt trời. Quá ra Mike cũng học chung với tôi ở lớp quốc văn. Hôm nay anh ta chính là người tốt nhất mà tôi đã gặp. Bộ cậu dùng bút gì hay là cái gì đâm Edward Cullen, hả? Mình chưa bao giờ thấy hắn ta cư xử như vậy cả tôi rùng mình. Thì ra không chỉ có tôi mới chú ý thấy điều đó. Vậy ra đó không phải là lối cư xử thông thường của Edward Cullen. Tôi quyết định hỏi thẳng. Có phải là người mà ngồi cạnh mình trong lớp học sinh học không? Tôi thật thà hỏi. Ừ. Mike trả lời. Nhìn hắn ta cứ như đang bị đau hay là đang có cái gì đó không ổn vậy? Ừ. Mình cũng không biết nữa. Tôi trả lời mình chưa khi nào nói chuyện với hắn ta hắn ta cổ quái lắm mike cứ nấn ná nói chuyện với tôi chứ không bước đến phòng thay quần áo nếu mình có được may mắn ngồi cạnh cậu nhất định mình đã trò chuyện với cậu rồi tôi mỉm cười với mike trước khi bước đến phòng thay quần áo dành cho nữ anh chàng thật thân thiện và rõ ràng là đang để ý đến tôi tuy nhiên điều đó chẳng làm cho tôi quên được chuyện bực bội vừa rồi thầy giáo dạy môn thể dục của tôi, thầy Kotlap, tìm cho tôi một bộ đồng phục nhưng không bắt tôi phải chơi hôm nay. Ở trường cũ của tôi, người ta chỉ bắt học thể dục có 2 năm. Thế mà ở đây thể dục là môn bắt buộc phải học những 4 năm. For, đúng là địa ngục trần gian của tôi đấy. Tôi dõi mắt nhìn theo bốn trận đấu bóng chuyền diễn ra cùng một lúc, chợt nhớ lại những lần bị thương khi cứu bóng và đánh bóng. Trong lúc chơi bóng chuyền mà tôi muốn phát bệnh tiếng chuông cuối cùng rồi cũng gian lên tôi chậm rãi bước về phía văn phòng để giải quyết cho nốt mấy cái vụ giấy tờ mưa đã tạnh nhưng mà gió vẫn còn mạnh và lạnh hơn trước tôi co người lại tự vòng tay ôm lấy mình vừa dòm bước vào văn phòng ấm áp tôi đã phải quay ngay người lại bước ngược ra ngoài edward đang đứng ở bàn làm việc ngay trước mặt tôi một lần nữa tôi nhận ra hắn qua mái tóc màu đồng rối bù hình như edward không nghe thấy tiếng bước chân của tôi tôi đứng áp lưng vào tường chờ đợi đến lượt của mình edward đang trao đổi gì đó với nhân viên văn phòng bằng một giọng nói nhỏ nhẹ truyền cảm và tôi nhanh chóng nắm bắt được nguyên nhân của cuộc trao đổi này hắn ta đang xin phép đổi giờ học thứ sáu giờ sinh học vào một giờ khác giờ nào cũng được tôi không thể tin được rằng nguyên nhân là do mình phải là do một điều gì khác chứ. Một chuyện gì đó đã từng xảy ra trước khi tôi bước chân vào phòng sinh học mới phải. Chỉ cần nhìn vẻ mặt của Edward thôi, cũng đủ hiểu chuyện này rất trầm trọng. Nhưng không thể nào mà cái anh chàng lạ lắm này lại vô duyên vô cớ ghét tôi đến như thế được. Cánh cửa ra vào lại mở ra một lần nữa. Cơn gió lạnh buốt xương mau chóng lùa vào phòng. Giấy tờ trên bàn làm việc bị xáo tung, loạt xoạt. Mái tóc của tôi cũng bị thổi tung lên quấn hết cả vào mặt. Cô gái mới vừa bước vào, tiến đến bên bàn làm việc, chỉ thực hiện mỗi một động tác là bỏ một tờ giấy vào sọt lưới rồi đi ra. Tấm lưng của Edward Cullen bóng gồng lên. Hắn ta chậm rãi xoay người lại và nhận ra tôi. Gương mặt của Edward điển trai một cách đáng ghét. Với đôi mắt sắc sảo chứa đầy nỗi bực bội. Nỗi sợ hãi trong tôi lại dâng lên tràn cả ra lỗ chân lông trên tay. Cái nhìn chỉ diễn ra đúng một giây nhưng nó lại khiến cho tôi đồng cứng hơn cả một cơn gió lạnh ban nãy edward quay lại phía cô nhân viên văn phòng thôi cô à edward nói giọng êm mượt như nhung em thấy điều này cũng khó mà thực hiện được cảm ơn cô nói rồi edward quay gót chẳng hề nhìn tôi thêm một lần hắn ta biến mất phía sau cánh cửa ra vào một cách từ tốn tôi đi lại phía bàn làm việc mặt trở nên trắng bạch không còn đỏ lựng như hồi nào nữa. Tôi đưa cho cô nhân viên văn phòng tờ giấy có các chữ ký của giáo viên. Ngày đi học đầu tiên của em thế nào, cô bé? Giọng nói của cô nhân viên văn phòng nghe thật hiền như giọng của một người mẹ vậy. Dạ, tốt ạ. À. Giọng của tôi yếu xìu, tôi đã nói dối. Và có vẻ như cô nhân viên văn phòng cũng không tin cho lắm. Khi bước đến bên chiếc xe tải, tôi mới nhận ra rằng đây là chiếc xe cuối cùng còn đầu lại trong bãi cảnh vật xung quanh hiện ra trước mắt tôi chẳng khác gì một nơi trú ẩn và cái vật dụng thân thiết nhất của tôi đang núp mình trong cái hố xanh lục tôi ngồi thừ người ra trong xe tải mất một lúc mắt hướng ra ngoài ô cửa kính chắn gió thẫn thờ nhưng cũng chỉ được một lúc thôi vì ngay sau đó tôi mau chóng cảm nhận được cái lạnh đang từ từ kéo đến đã đến lúc phải bật hệ thống sưởi rồi Tôi đưa tay dặn chìa khóa, động cơ xe nổ giòn. Tôi lái xe thẳng về nhà của bố Charlie. Suốt dọc đường, tôi cố ngăn những giọt nước mắt chỉ chực chờ tuôn ra. Các bạn vừa nghe xong tập 1 Tiểu thuyết chàng dạng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.